khu vực Đông Nam Á sẽ hết sức sôi động với những đại hội thể thao lớn. Năm nay là SEA Games và năm sau sẽ là ASEAN được tổ chức tại Jakarta và Palembang ở Indonesia. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil là một sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi. Và đây là nơi diễn ra rất nhiều những sự kiện thể thao lớn của Malaysia. Ở trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, ngoài sự tham dự của các quan chức của nước chủ nhà, sẽ còn có đại diện của các quốc gia tham dự SEA Games 29 sẽ có mặt tại sân Bukit Jalil để dự khán buổi lễ khai mạc.